Lectura del libro Génesis.
yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thánh tẩy hội thánh bằng nước và lời hàng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ hố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuệ. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình, yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thánh thể người. Sách thánh có lời chép rằng, chính vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Vậy một người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Đó là lời Chúa. Nhiều rào cản để anh chị này có thể đến với nhau,
Nhưng tình yêu có thể làm được tất cả, đã dẹp được tất cả những rào cản mà anh chị đã dành cho nhau. Tình yêu mà anh chị trao cho nhau hôm nay đã sinh hoa kết trái. Trước hết là chị Lan rất thân mến, làm việc với anh chị một thời gian dài để chuẩn bị cho đám cưới này chắc phải là hơn nửa năm trời rồi, và em rất là tự hào về chị. Chị vẫn có giữ được cái vẻ đẹp của một người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Lúc đầu con đường của chị quen Marcelo này để đi Mỹ, nhưng sau một thời gian nói chuyện với anh trên Facebook rồi gặp anh ta ở Việt Nam, chị đã đâm ra như thật khi nhận ra anh Marcelo đã là nghiêm túc về mối tình này, khi nhận ra được tình yêu mà anh đem cho chị, và khi chị nhận ra được sự hiền lành và thật thà với anh. Chuyện tình của anh chị là ví dụ điển hình cho câu nói tình yêu có thể từ từ vun đắp. Câu nói này tưởng chừng như đã lỗi thời, đã sai, nhưng ít nhất nó còn hợp thời, còn đúng với anh chị. Sau khi kết hôn với nhau và qua Mỹ, chị đã không như nhiều cô gái Việt Nam khác, sau khi đã có đất thẻ xanh, đã có một lời nói tạm biệt người bạn đời của họ. Sau 8 năm nhân nghĩa vợ chồng, và anh chị đã có được một cháu gái 6 tuổi. Và một người kết đôi đủ chắc chắn là chị nhận ra được rằng Chúa rất là thương và đồng hành với chị rất nhiều. Để đáp lại tình thương của Ngài và để xin Ngài tiếp tục chúc lành cho gia đình của chị, mà anh chị đã đem nhau đến đây để cuộc hôn nhân của anh chị trở thành một bí tích. Như chị đã hứa với anh Brazilo rằng sẽ chị sẽ lo cho anh lúc anh già, và lời hứa này cũng là một phần trong những lời thề hứa mà chị sẽ trao cho anh. Cái lời thề hứa là của anh chị, nhưng khi đã nói ra thì không thể rút lại được. Đó là vì Thiên Chúa sẽ tồn tại lời thề hứa của anh chị sau khi đã trao cho nhau, và sự gì Thiên Chúa kết hợp để con người không được phân ly, vì ai cột thì mới có thể gặp được. Marcelo, in the first reading you just read, the Lord said, "It is not good for man to be alone." His word became the natural desire for man to have a family. Before you met life, you had that desire already. However, you felt in your first marriage, as a loving person, you were sad, feel betrayed, and feel hurt caused by your previous marriage, to the point that you hesitated to give your love to any other female. However, the desire for a family always in you and urged you to find a life partner in order to establish a family. This desire is God's will and natural, so that you are not able to resist it. That is the reason that you are open to love and to be loved again. In life, we know that no risk, no gain. You were willing to take the big risk in the love affair with life. You only knew life on Facebook for a few months, and you have never been in Vietnam. However, you still decided to take the risk to go there to meet her. Now your love, your trust, and your courage have been rewarded. Now you have gained a faithful wife and a loved
They are all your treasures. They are all that you desired for many years. This is the great gift which God has bestowed on you, so you must give thanks to God. To respond to God's love and kindness, and also to ask Him continue to bless your family. Today, you bring your marriage to His church so that your marriage can become a sacrament. You and your wife will very soon exchange vows to each other. Although the vows are yours, once they said, they cannot be taken back. This is because God will kind of vows after you exchange them to each other. What God has joined together, no human being must separate. Only God who tied your vows has the right and power to untie, but He never does it. Father and I, on behalf of the community of God's people present in this church, I would like to have one advice and one wish for you. My advice is to always love each other. When you love, when you can go beyond the human limits to make the impossible possible. When you love, you will think less about yourself, but more about your spouse. Not thinking about the perfect things about your spouse, but thinking about what you can do to make your spouse happy. Love for each other also means mutual respect. Respect your spouse as an equal partner before God, before society, before the church, before family, and before each other. My wish for you is very brief. I wish that every day of your marriage life will be today, your wedding day. Amen. Dearly beloved, you have come together into the house of the church so that in the presence of the church minister and the community, your intention to enter into marriage may be strengthened by the Lord who facilitates you. Christ abundantly blesses the love that binds you. Through a special sacrament, He enriches and strengthens those He has already consecrated by holy baptism, that they may be faithful to each other forever and assume all the responsibilities of marriage life. And so, in the presence of the Church, I ask you to state your intentions. Have you come here to enter into marriage without coercion, freely and wholeheartedly? As to prepare, as to follow the path of marriage, to love and honor each other for as long as you both
join your hands and declare your consent before God and His church. Chúng con cũng cầu xin Chúa thương đến ông bà tổ tiên và
phước diệu trong nước Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Christmas week will out upon this husband and wife, O Lord, the spirit of your love, to make them one heart and one soul, so that offering whatever may divide those who have joined, and no harm come to those who have filled with your blessing. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen.
cho chúng con. Cha luôn kết hợp hai người nam nữ bằng hôn thương để họ suốt đời gắn bó yêu thương và sống hòa thuận trong tình yêu vợ chồng, để nhờ cuộc hôn nhân thánh thiện có cây cha ngày thêm đông đảo. Phật vậy, nhờ cha thương yêu và ban ơn, cha làm nên hai điều kỳ diệu và cho đôi bạn sinh con cái để trần gian được tăng về huy hoàng, và cho con cái họ được tái sinh để giáo hội càng thêm phát triển. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người hiệp với Thánh Thể Thiên Thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng và tung hô rằng: together with Francis, our Pope,
Michael our bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph the spouse, with the blessed apostles, Saint Anthony, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be coherent to eternal life and to praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Xin nhờ người, với người và trong người và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong giờ nhân của Chúa thánh thần đến muôn đời. Holy Father, maker of the whole world, who created man and woman in your own image and wrote that a union be crowned with the blessing, we humbly beseech you for these your servants, who are joined today in the marriage of covenant. May your abundant blessing, Lord, come down upon this bride, land, and upon Christ Shadow, her companion for life, and may the power of the Holy Spirit set their hearts in flame from on high, so that, living out together the gift of matrimony, they may be known for the integrity of their conduct and be realized as virtuous parents. In happiness, may they praise you, O Lord. In sorrow, may they seek you out. May they have the joy of your presence to assist them in their toil and know that you are near to comfort them in their need. And after a happy old age, together with the circle of friends that surrounds them, may they come to the kingdom of heaven. Chúng con cầu xin là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
chúng chung tin cả cảm tạ. Chúa cho ông người ban đường sống như bạn đời. Xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng ngàn, có thương yêu nâng đỡ mùi hạ, sẵn sàng hiền hòa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng ta nhân lời cầu nguyện. Thank you.
God and come back here to have a picture together. Please stand. God bless you. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Blessed be the Lord, bow down for a blessing. Bow down for a blessing. Bow down. Cúi xuống, cúi đầu xuống, cúi đầu. Cúi đầu, cúi đầu, đứng lên, cúi đầu. May the Lord Jesus, who graced the image at Cana by his presence, bless you and your loved ones. Amen. Amen. May he who loved the church to the end anticipate toward his love into your hearts. Amen. Amen. May the Lord grant that healing witness to faith in his resurrection, you may await with joy the blessed hope to come. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng và cha và con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lời xong cho anh chị em đi bình an. Suốt đời.